Hello, chào nhà nha. Nhà là đi câu cá cả nhà. Chào dạ em. Phương gầy. Đây là em đang làm mồi nha cả nhà. Đó. Đang làm mồi đang đi câu cá. Hôm nay anh em sẽ chia sẻ về một ngày câu cá cho cả nhà xem nha. Đây cái hồ to đùng cả nhà thấy không? Đây cả nhà thấy cảnh buổi sáng ở đây đẹp không? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cả nhà đó là một ngày đi câu cá nha. Nghe mới đang ấy mồi cả nhà nha. Đây là mồi cám nha cả nhà. Đó. Chọn mồi để mình câu nha cả nhà. Để mình quay xung quanh cái hồ cho nhà xem nha. Cả nhà thấy không? Cảnh view luôn cả nhà nha. Xa xa là kia là những ngôi nhà của bác những người nông dân cả nhà. Đó, còn mấy cái hồ này chắc người ta đã bỏ lâu lắm rồi. Anh em vô đây câu nè. Cả nhà thấy đường nguyên cái đường hàng cây đẹp không? Đó, trồng dheo luôn cả nhà nha. Ít người đang dễ quay, với ngày thường là nhiều lắm. Rồi mình dễ chia sẻ cho cả nhà xem đi. Dạ nhà nha, vậy bây giờ mình cũng xả cần luôn cả nhà nha. Xả câu vậy chứ câu cá nhỏ thôi, cá to cả nhà chỉ ba cần thủ công vậy thôi nha. Bữa nào làm cần tre. Trời ơi, cả nhà thấy cá ăn đi cả nhà, để đừng giật. Đây cho nhà xem nha. Ở ao này cá nhiều lắm cả nhà ơi. Nó thế là một được một con lên bờ nha cả nhà. Cả nhà thấy hấp dẫn không? Đó, cá nó không được to mà cá vừa vừa nha cả nhà nha. Đây, chú ý là câu chia sẻ một ngày cả nhà xem thành quả đem mình đi câu cá cả nhà. Thấy được một em lên bờ cả nhà nha. Nãy giờ mình mới xả cần xong cả nhà ơi. Cần mình cần bé. Lúc hồi đó hư con nhỏ luôn á. Cá tới đây không không? Gì hơn rút ra được đúng không? Đây nữa hả? Đắt rồi. Đó, chạy mình ra được một cần cả nhà nha. Bây giờ mình tính mồi vô mình chiến với nhà xem nha. Đó, thì một cần cần thủ rồi. Hôm nay có hai anh em đi chia sẻ cả nhà xem một cuộc hành trình câu cá của anh em mình nữa. Câu cá rô phi cả nhà. Này cả nhà thấy chưa? Nhà thấy cái phao mình đang 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 cá đang ăn chưa phải cả nhà? Tiêu đâu tiêu tiêu rồi. Rồi rồi. Thấy không? Thấy thấy cái phao không? Đó đó đó. Dính cá này cả nhà thấy không? Được một con cá nhỏ đây mấy nhà. Rồi, em lên bờ nha. Nó được cái số lượng nhiều đây cả nhà. Đó 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 nó ghé đó nó ghé ghé đây cả nhà. Nha. Đó, em lại dính một con nữa cả nhà thấy chưa? Mình gần này vô nhà xem nha. Đó. Ê, cần cái giật giật lôi phơ phơ. Cần lôi 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 nè. Đủ một con nữa cả nhà nha. Cá được to mọi người ơi. Cá chung chung mà vừa ăn à, cá này lên chiên xù cái là y bài luôn. Không ngủ đâu mát Phương thì. Đây rồi, sướng, cần ghẻ ra ghẻ cần anh ghẻ. Cần mình bỏ nó ngâm luôn cả nhà nha, tại vì mình cầm máy. Có hai anh em đi à, không ai cầm phụ. Ghé 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 nó chào cả nhà nha. Thì bây giờ sớm giờ anh em mình câu cũng khá khá cả nhà ơi. Thì bây giờ anh em mình sẽ cuốn cần đi về chế biến mồi để đãi cả nhà nha. Đây. Sớm là câu được ít cả nhà nha. Được mớ cá nhảy cá này đem về mà chiên xù cả nhà nha. Chiên xù lên gói rau cũng đã cũng ngon lắm cả nhà nha. Vậy đợi theo chân anh em mình về mở cái máy để quay tiếp cho cả nhà xem sao nha. Chào nhà nha, thì giờ thành quả của anh em mình bây giờ xong rồi cả nhà nha. Được mớ cá nè, giờ cái này là tôm này là anh em mình ra mua thêm tấp pin cho cả nhà nha. Đó. Để cho xem nhà này tấp pin này là anh em mình như ở đây như một khu khu gì nghề cuối tuần cả nhà.
cắm trại. Cắm trại nè. Đó nhà thấy chưa? Bây giờ. Đó, bây giờ cái này là mày mình chơi cây nhà đó vườn luôn cả nhà, tại chỗ luôn nha. Nhà thấy dân giả đồng quê quá nha. Vậy mà cái nhà một con tôm chiên trước cái nhà luôn nha, nóng lắm nha. Để mình thưởng thức cái nha. Cho nhà xem mấy con tôm ngập mồm luôn nha. Vô nhà nha. Thì đây là ngoài gần ngoài sông ngoài suối ngoài ao cái nhà nha. Vô. Ngon. Đã nha. Thành quả anh em mặc câu luôn. Tôi chiên nha nha. Cá rô này mà chiên xù nha. Mấy cá này chiên xù ok cái nhà. Nó được to mà nó ngon lắm. Nhà tôm này của mình chắc đỡ nhà con tôm trước nha. Đã. Ngon em. Có chiên chấm này không? Đang trên nồi luôn. Rồi đi hết cái. Quá đã. Quá đã nha, ngon lắm. Cả nhà bây giờ mình sẽ chiên cá này cả nhà nha. Mình sẽ chiên xù cả nhà nha. Đó. Đây là thành quả của anh em mình câu từ sớm giờ được nha cả nhà. Cá nó bị to nha. Nhưng mà nó được cái là cá này ăn giòn lắm cả nhà. Đó, à mình câu hồ đó đó nha. Xong mình lên đây mình chế biến luôn cả nhà. Cả rô phi đồng chính hãng luôn nha. Nó nhỏ mà có vỏ gia đình ơi. Đây cả nhà nha. Đó, thành quả anh em mình chiến cái này nè. Có anh em thôi nha, giờ chiên xong mình lên ăn thôi cả nhà nha, chiến thưởng thức nha. Có hai anh em đem theo nhà xem không? Đó, có hai anh em ngồi đây ao câu lên xong rồi. Bây giờ thấy cá nhà nó giòn luôn cả nhà. Làm thử con nè, cả nhà thấy còn mấy cái này là tiếp pin mua thêm cả nhà nha. Đó, có anh em thôi nha. Đây nhà ơi. Vậy mà ở nhà con cá rô phi nha. Đó. Cái anh em mà cũng vậy mà ở nhà con cá rô phi này nha. Đã cả nhà ơi. Đó trên đó. Nhà con cá rô phi chiên xù cả nha. Hả? Mà nhà con cá rô phi chiên xù cả nha, ngon lắm. Đã nè. Công sức mình làm ra đó. Ngon lắm. Vừa chiên lên trên lò. Mình vừa đem cái ăn cả nhà. Sướng. Đã nè, ngọt lắm. Cá đồng chính hãng á, ăn lên đã là nhớ nhầm cứng à, cứng á, hơi bị điểm luôn, xin phép em không, cả nhà ơi nè, cả nhà thấy không, sướng, cảm ơn nè, ngon, đã, trải lò cái nhìn nè, mình vừa chiên ra mình cái mình ăn luôn, nhớ không? Vậy mà ở nhà con nữa thì mình xin phép kết thúc video tại đây nha. Video cũng dài cả nhà nha. Chúc nhà một bữa ăn ngon miệng nha. Hẹn cả nhà vào video ngày mai nha cả nhà. Bye.